chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với club. Ở video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn luyện tập thêm về cái đầu tiên các bạn nhé. Ở trong body này mình sẽ có cái thẻ là UL này. UL các bạn đánh UL và tap nhé. Trong UL thì mình có thẻ LI, các bạn đánh LI và tap. Trong LI mình lại có thẻ A tap. Ở đây thì mình sẽ thêm một cái link là trang chủ chẳng hạn nhé. Và công việc của mình là mình sẽ style cho cái thẻ link này một cái thuộc tính là gì ạ, là color các bạn nhé. Rồi mình sẽ chuột phải này và chạy server lên open with server nhé. Đấy thì đây là cái giao diện của nó hiển thị các bạn nhé. Mình mở một bên giao diện và một bên là gì, mình coding. Trong cái phần hit này mình sẽ tạo ra cái cặp thẻ style để mình style cho nó, style này. Và trong style này thì mình sẽ có hai cách chọn là gì. Đầu tiên là mình sẽ chọn UL này. Nhá, tìm trong cái UL những cái thằng LI đúng không? Và trong LI lại tìm ra A. Cho cái màu của nó là gì? Color. Không thì mình cho là text decoration các bạn nhé. Là underline đi. Và thêm nữa mình có bộ chọn ở đây là mình có là UL này. Sau là con trực tiếp các bạn nhé. Tìm đến LI là con trực tiếp này. Sau tìm đến thẻ A là con trực tiếp. Mình thêm cái text decoration là gì? Là none. Đấy thì các bạn thấy là gì? Câu hỏi đặt ra nhé. Mình chưa gì phép lại biết đâu mà câu hỏi đặt ra gì. Theo bạn thì hai cái bộ chọn này này thì nó tính ra cái độ ưu tiên là bao nhiêu và gì, và thằng nào nó sẽ nhận thằng nào các bạn nhé. Thì ở đây thì các bạn có thể hoàn toàn tính này. Các bạn nhớ cho mình là gì, cái dấu này, dấu này chỉ chỉ ra là gì, tìm những thằng LI để có thể tiếp các bạn nhé. Và mình xét đến độ ưu tiên, mình chỉ xét đến ID, class và element name thôi. Cho nên cái dấu này không tham gia vào việc chúng ta tính toán độ ưu tiên các bạn nhé. Vì vậy các bạn nhìn vào đây các bạn thấy là gì, thực tế hai thằng này là độ ưu tiên giống nhau không ạ? Cái kết quả thằng này các bạn này là gì, là có 3 thẻ tác đúng không? ID 0 này. Nó sẽ là 3 này. À là 0 các bạn nhé, ID 0, class 0 đúng không? Và tác name là 3 đúng không? Đây, 003. Và các bạn có thể hover đây các bạn thấy là kết quả này 003 nhé. Tương tự thằng này cũng gì các bạn, là 003 đúng không? Đấy. Thằng này cũng có ID này. Cũng là 0.0 không có class nữa và 3 cái tag name. Thế thì ba cái thằng này các bạn thấy không, so sánh ID này là bằng nhau này, class cũng bằng nhau và tag name bằng nhau nhá. Cho nên là gì, chúng ta khi mà cùng cái độ ưu tiên chúng ta sẽ so sánh những cái gì các bạn nhỉ, đến cái thứ tự nhá xuất hiện ở trong cái source code bạn nhé. Cái thằng này xuất hiện sau này cho nên nó sẽ ghi đèn thằng này và nó sẽ nhận cái gì, cái text decoration bằng none và cái thằng này bị none bỏ đi các bạn nhé. Này các bạn thấy không? Hoặc các bạn có thể dùng cái color, các bạn nhìn rõ hơn nhé. Bây giờ mình có color này. Color là màu đỏ chẳng hạn. Còn đây là màu xanh đi. Color là yellow đi. Đấy các bạn thấy không? Thì nó màu vàng nó nhận ra nhé. Còn cho dù là gì, nếu mà mình chuyển cái thằng này, vì nó cùng độ ưu tiên đúng không? Mình đưa thằng này lên trên này thì cái câu chuyện nó lại gì? Thì thằng này nhận các bạn nhé, màu đỏ nhận. Đúng không ạ? Các bạn control S lại này. Đấy các bạn nhé. Thì vì hai thằng này có cùng cái độ ưu tiên mà đúng không ạ? Cho nên là chúng ta so sánh độ ưu tiên thì nó bằng nhau rồi, thì chúng ta sẽ so sánh đến cái xem cái trong source code thằng nào xuất hiện sau thì thằng đấy cái đèn này các bạn nhé. Đấy thì đây là cái phần mình muốn lưu ý cho các bạn về cái gì, cái độ ưu tiên. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.